Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh Phát Thái Vi ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn em Song Phụng có một số mẫu đơn phôi giấy và một số hoa kiển cũng giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi chào Phụng. Dạ, chào Pháp Thái, chào tất cả quý cô chú anh chị em đang xem clip ạ. Thì hôm nay bên nhà vườn em có về một số phôi giấy, giấy ghép với lại một số mẫu đơn. Muốn giao lưu với tất cả quý cô chú anh chị qua số điện thoại là 0779 42 059, cũng là số Zalo của em luôn ạ. Thì em cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem và ủng hộ em cái clip vừa rồi ạ. Dạ, em lên mã số 1 là một cây Mỹ vàng chanh ạ. À, đàn hoa rất là sai quý cô dạ, chú anh chị. Đàn hoa hàng thần chậu ạ. Cây trồng chậu từ nhỏ ạ. Cây cao cho mình 82. Tán ngang 60. Form rất là tròn luôn ha. Một cốt thoát thân sạch luôn ạ. À, dạ, thoát thân cây này là 34 ạ. À, hoành em ra được là hoành chính ạ. À, củ nằm trong thùng chưa khui quý cô anh dạ chị. Cố làm nhông hồng chứ không. Và mã số 1 này em cũng xin giao lưu là 250k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình, bao sống cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Hoa rất là sáng à. Dạ, màu Mỹ vàng chanh lên sáng đẹp lắm. Số lượng. Ờ, này chanh thôi nghệ. Mỹ bằng nghệ. Cây số 2 là một cây Mỹ vàng nghệ ạ. Cây cao cho mình là 85. Tới ngang 57 ạ. Cái này thân nó hơi lượn nhẹ quý cô chú anh chị. Hót thân 43 ạ. Hoành em ra được cũng là hoành chính luôn ạ. Và mã số 2 này em cũng xin giao lưu là 250k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị luôn ạ. Mỹ vàng này thì vườn em vẫn còn số lượng, nên là quý cô chú nào anh chị nào có cần cái nguồn á thì cứ inbox báo giá. Cái giá sỉ nó sẽ nhỉnh hơn cái giá lẻ và cái giá bao phí ship ạ. Từ 50 cây ha. Dạ, cũng là Mỹ vàng chanh luôn ạ. Cây cao 93. Tán ngang 74. Một cốt hết thân sạch luôn ạ, hết thân thẳng luôn. Ủ nở. Dạ, hàng nằm trong thùng từ nhỏ. Cái hết thân 54 ạ. Hoành em nói vị trí này là hoành 11 ạ. Dạ, mã số 3 này em cũng xin giao lưu là 250k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Rồi, form rất là tròn. Số 4. Cái cây rất là to quý cô chú anh chị. Cây Mỹ vàng nghệ. Cây Mỹ vàng nghệ. Cây này rất là mượt ha. Dạ, quá xanh. Hàng bự. Cây cao cho mình là 1m12. Tán ngang cho mình là 1m20 ạ. Phơm đặc. Hốc thân cây này là 30. Hốc thân thẳng luôn ạ. Hoành em đo ở vị trí này là hoành 12 ạ. Cây có nguyên cái củ đế dưới luôn. Cục thịt nạc ha. Dạ. Và mã số 4 thì em cũng xin giao lưu là 600k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình bao sống luôn ạ. Phơm tròn tứ diện. Dạ, phơm tròn tứ diện. Mã số tiếp theo, mã một số cây Mỹ đỏ lá Mỹ cam. Mỹ đỏ lá Mỹ cam. Mới nở hoa đậm mũi của anh chị. Cây cao cho mình là 1m1 ạ. Cái ngang cây này cho mình là 1m. Lá xanh mướt luôn. Hốc thân cây này được 40 ạ. Hoành em đo vị trí này là 13. Cây có nguyên cái củ ở dưới luôn quý cô chú anh chị. Dạ, mã số 5 này em cũng xin giao lưu là 600k. Hàng em bao phí ship, bao sống cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mì đỏ. Cây thần chậu quý cô chú anh chị. Cây thần chậu. Mã số 6 là một phôi giấy Mỹ ạ. Cây lên tược lên bông cho mình nè. Cây cao cho mình là 58 ạ. Có hoa luôn. Dạ, có hoa luôn. Hoành em ra được rồi, anh 22 ạ. Và mã số 6 em cũng xin giao lưu là 250k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Số 7. Cây cao cho mình 44 ạ. Mini một rễ ha. Hoành em ra được là hoành 11 ạ.
Dạ, số 7 này em cũng xin giao lưu là 250k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho mình luôn ạ. Cây đi, cây đi nguyên chậu quý cô chú. Dạ, cây đi là cây đi nguyên chậu ạ. Cây này về mình có thể để chơi cây zin hoặc là mình cắt mình ghép được ạ. Số 8. Cây cao 49 ạ. Cây này cũng một rễ luôn. Hoành em đang được là hoành 11 ạ. Dạ, mã số 8 này em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị luôn ạ. Số 9. Cây cao 47 ạ. Hoành em ra được là hoành 16 ạ. Cò lắc ha. Dạ, được thân giá đó bao gồm chậu luôn quý cô dạ, chú anh chị. Bao gồm chậu và bao gồm phí ship luôn ạ. Dạ, số 9 em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú ạ. Hẹn nhà em thì lên mầm sống khỏe rồi. Nên là về là mình chỉ có thể là mình ghép được rồi đó. Mã số 10 là một phôi giấy Mỹ ghép cẩm thạch tím siêu hoa, cây cao 70. Này 2 mâm. Hoành em đo được là hoành 11 ạ. Và mã số 10 em cũng xin giao lưu là 150k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. À. 11 là phôi giấy Mỹ ghép 5 màu Thái ạ. À. Cây cao 1m08. Ngũ sắc. Dạ, ngũ sắc. Cái ngang là 76. Ok, đang nở 5 màu quý cô dạ, chị. Bao cho quý cô chú mình, quý cô chú anh chị mình là đủ 5 màu ạ. À. Dạ, 11 này em cũng xin giao lưu là 400k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình ạ. À. Cây đi luôn chậu ạ. À. Mười 12 là phôi giấy Mỹ ghép cẩm thạch hàng chia mâm ạ. À. Cây cao 66. Cái ngang 36. 3 mâm. Dạ, được 3 mâm ạ. À. Tam tài. Hoành là hoành 16 ạ. À. Củ đế cũng rất là lắc lượng luôn ạ. Dạ 12 em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 13. Cái cao cho mình là 47. Và em đo vị trí này là được 23. Dạ 13 này em cũng xin giao lưu là 500k. Hẹn em bao phí ship và bao luôn chậu cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 14. Cây cao 50 ạ. Hoành em ra được là hoành 19 ạ. Dạ 14 này em cũng xin giao lưu là 500k. Hẹn bao gồm phí ship và bao gồm chậu cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 15. Một cái phôi lực. Cây cao 38 ạ. Hoành em nói vị trí này là được 28. Dạ, 15 này em cũng xin giao lưu là 500k. Hẹn em bao phí ship và bao gồm luôn chậu cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 16. Cái phôi một rễ. Cây cao cho mình 52 ạ. Hoành em nói vị trí này được 16. Dạ mã 16 này em cũng xin giao lưu là 500k. Hẹn em bao phí ship và bao luôn chậu cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 17. Cái phôi một rễ ạ. Cây cao 46 ạ. Hoành em đo vị trí này là được 15 ạ. Dạ 17 này em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship và tặng nhà cho quý cô chú ạ. Hẹn đi luôn chậu cho mình luôn ạ. 18. Cây cao 38. Hoành em ra được là hoành 16 ạ. À. Dạ 18 em cũng xin giao lưu là 300k. Bao gồm phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị luôn ạ. À. 19. Cái cao 49 ạ. À. Hoành em ra được là hoành 16. Dạ 19 em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. À. 20. Cây cao 43. Hoành em ra được là hoành 21 ạ. À.
Dạ 20 thì em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Hèn lên được cao rồi. Ây da, cây cao cho mình là 46 ạ. Hoành em ra được là hoành 20 ạ. Dạ 21 thì em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị luôn ạ. 22. Cây cao 54. Bên em đó vị trí này là được 20 ạ. Dạ 22 thì em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 23. Cây cao 48 ạ. Hoành em ra được là hoành 17. Dạ 23 này em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 24 là một cặp được hai, một cặp hai cây ạ. Cái cây cho mình là 56. Hoành em ra được là hoành 14 ạ. Cái bên này thì nó nhỉnh hơn một chút. Dạ cặp 24 này em xin giao lưu là 250k. Hẹn em bao phí ship thì tặng nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 25 cũng là một cặp hai cây luôn ạ. Cây cao cho mình là 45. Hoành em ra được là hoành 15 ạ. Dạ 25 này thì em cũng xin giao lưu là 200k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú ạ. 25 này mình được một cặp luôn ạ. 26 cũng là một cặp hai cây luôn ạ. Cây cao 47. Hoành em ra được là hoành 17 ạ. Dạ 26 này em cũng xin giao lưu là 200k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị luôn ạ. 27. Cây cao 47 ạ. Hoành em ra được là hoành 18 ạ. Dạ 27 thì em cũng xin giao lưu là 250k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 28 cũng là một cặp hai cây luôn ạ. Cây cao 52. Hoành em ra được là hoành 18 ạ. Dạ mã 28 thì em cũng xin giao lưu là 250k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho mình luôn ạ. Một cặp mình được hai cây ạ. 29 cũng là một cặp hai cây luôn ạ. Cặp này thì một rễ. Cây cao 42 ạ. Hoành em đo vị trí này là được 17 ạ. Dạ 29 thì em cũng xin giao lưu là 200k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị luôn ạ. 30 cũng là một cặp hai cây, một rễ luôn ạ. Cây cao 54. Hoành em ra được là hoành 16. Hai cây này một rễ mà nó lắc lộn đẹp lắm ạ. Dạ 30 này em cũng xin giao lưu là 350k. Hẹn em bao phí ship thì tận nhà cho quý cô chú anh chị luôn ạ. 31. Cây cao 50 ạ. Hoành em ra được là hoành 24. Dạ 31 mình cũng xin giao lưu là 350k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 32. Cây cao 46 ạ. Bên em đo được ở vị trí này là hoành 19 ạ. Dạ 32 này em cũng xin giao lưu là 250k. Hẹn bao gồm phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 33. Cây cao 51 ạ. Hoành em ra được là hoành 20. Dạ 33 này em cũng xin giao lưu là 300k. Bam 4. Dịnh luôn nè. Tôm ha. Dạ. Cây cao 67 ạ. Hoành em ra được là hoành 22 ạ.
Cây này củ đặc luôn, củ ôm luôn ạ. Dạ 34 thì em cũng xin giao lưu là 500k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 35. Cây cao cho mình là 60 ạ. Vành em đã được là vành 19 ạ. Dạ 35 này thì em cũng xin giao lưu là 350k. Hẹn bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Hàng nhà em thì lên tục sống khỏe rồi. Cây này về với cô chú anh chị mình cắt ngang là ghép được rồi ạ. Khỏi phải đợi, khỏi phải nuôi cây nữa. Cây cao cho mình là 47 ạ. Vành em đã được là vành 23. Dạ 36 này em cũng xin giao lưu là 350k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị luôn ạ. 37. Cây cao 50 ạ. Vành em đã được là vành 20. Dạ 37 thì em cũng xin giao lưu là 350k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 38. Cây cao 60. Vành em đo được là vành 22. Dạ 38 thì em cũng xin giao lưu là 400k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Bỏ dưới đi. 39 là một cây giấy ghép 5 màu ạ. Cây này cao hơn hước rồi. Cây này cao, cây hước này của em là 1m5, cây này tầm 1m6 á quý cô chú anh chị. Vô một đứt dây ha. Dạ. Cây đã vô được một đứt dây ạ. Vành em ra được ở vị trí này là vành 24 ạ. Đế sạch. Dạ, đế sạch. Một cốt à. Dạ, một cốt ạ. Em bao cho mình đủ 5 màu ạ. Dạ. Đỏ, hồng, trắng phớt hồng. Màu cẩm thạch nè quý cô anh chị. Màu cam nữa. Màu cam nữa. Dạ 39 thì em cũng xin giao lưu là 1.1 triệu. Hẹn em bao gồm phí ship và tặng nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 40. Cũng là ngũ sắc thái 5 màu luôn ạ. Cây này. Cây này một cốt thẳng ha. Cây này một cốt thẳng ạ. Cây này của mình 4 màu. Cây này cao của mình chắc cũng tầm 1m6 á quý cô chú anh chị. Có màu đỏ nè, màu hồng nè, trắng phớt hồng, màu cam và màu vàng. Dạ, hoành em đo được ở vị trí này là hoành 35 ạ. Củ đế sạch. Đó. Dạ, củ to ha. Củ to. Dạ, 40 này em cũng xin giao lưu là 1.100.000. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Cây này 5 màu ngũ sắc à. Đủ 5 màu. 41. Tiếp tục là phôi giấy Mỹ ạ. Cây cao cho mình 50 ạ. Vành em đo được là vành 21 ạ. Dạ 41 thì em cũng xin giao lưu là 300k. Hẹn em bao gồm phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 42. Cây cao 54 ạ. Vành em đo được là vành 20. Dạ 42 này em cũng xin giao lưu là 250k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị luôn ạ. 43. Cây cao 52 ạ. Vành em đo được là vành 25. Dạ 43 này em cũng xin giao lưu là 350k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 44. Cây này nó như cái gối ôm nha. Củ ôm rất là sát à. Dạ. Mầm lên rất là mạnh quý cô anh chị. Cây bật mầm sống khỏe quý cô chú anh chị. Cây cao 55 ạ. Vành em đo được là vành 23. Dạ 44 thì em cũng xin giao lưu là 400k. Hẹn em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 45. Cây cao cho mình 54 ạ. Ây da. Vành em đo được là vành 16 ạ. Dạ
45 này em cũng xin giao lưu là 250k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Cái này mình chơi cây zin thì mình vô dây được quý cô anh chị. Dạ, cây này giờ nếu mà quý cô chú anh chị mình chơi cây zin thì mình vô dây mình bẻ được. Còn không thì quý cô chú anh chị nào mà ghép thì mình về mình cắt mầm là ghép được rồi. Cây cao 50 ạ. Hoành em ra được là hoành 22 ạ. Dạ, 46 này em cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao gồm phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị ạ. Cây già cây lên mà xi măng hết rồi. À dạ, 47. Cây cao 50 ạ. Hoành em đo vị trí này là 19 ạ. Dạ, 47 này em cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 48. Cây cao 46 ạ. Hoành em ra được là hoành 23. Dạ, 48 này em cũng xin giao lưu là 450k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị luôn ạ. 49. Cây cao 50. Hoành em ra được là hoành 18 ạ. Dạ, 49 em cũng xin giao lưu là 250k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị luôn ạ. Cây này đặc cũ luôn á quý cô chú anh chị. Cây cao cho mình 53 ạ. Hoành em đo được là hoành 18 ạ. Dạ, 50 này em cũng xin giao lưu là 250k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị luôn ạ. 51. Cây cao 52 ạ. Hoành em đo được hoành 17 ạ. Dạ, 51 thì em cũng xin giao lưu 200k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 52. Cây cao 46 ạ. Hoành em đo được là hoành 27. Cây này đặc cũ luôn quý cô chú anh chị. Dạ, 52 thì em cũng xin giao lưu là 450k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 53 là một cặp hai cây. Rễ rất là quái luôn quý cô chú anh chị. Cây này cao cho mình là 60. Hoành em đo được ở vị trí này là 15 ạ. Dạ, 53 này em cũng xin giao lưu là 200k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Một cặp này mình được hai cây. 54. Cây cao 55 ạ. Hoành em đo được là hoành 15 ạ. Dạ, 54 này em cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 55. Cũng là một cặp hai cây luôn ạ. Cây cao 47 ạ. Hoành em đo được là hoành 14 ạ. Dạ, 53. 55 này em cũng xin giao lưu là 250k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 56. Cây cao cho mình là 39 ạ. Hoành em ra được là hoành 22. Dạ, 56 này em cũng xin giao lưu là 300k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 57. Cây cao 72. Hoành em đo được ở vị trí này là hoành 24 ạ. Củ đế ôm sát ha. Dạ, củ đế ôm sát luôn. Cây này một cốt luôn ạ. Dạ, 57 em cũng xin giao lưu là 500k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 58. Cây một cốt. Cây cao 90 ạ. Hoành em đo được là hoành 22. Dạ, 58 này em cũng xin giao lưu là 400k. Hàng em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 59. Cây cao 46 ạ. Hoành em đo được là hoành 20 ạ.
Dạ 59 em cũng xin giao lưu là 300k. Thì em bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. 60. Cây cao 52 ạ. Vành em đo được là vành 23 ạ. Dạ 59 em cũng xin giao lưu là 400k. Hẹn em bao phí ship và tặng nhà cho quý cô chú anh chị luôn ạ. Cũng là cây cuối cùng của clip em ngày hôm nay. Cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem và ủng hộ ạ. Thì nhà vườn em vẫn còn số lượng. Quý cô chú anh chị nào có cần cái nguồn á thì cứ liên hệ Zalo cho em ạ. Rồi, hẹn gặp lại quý anh chị vào clip tiếp theo của nhà vườn Song Phụng ha.